Bộ Quốc phòng Israel loan báo phóng thành công một vệ tinh do thám hôm 6 tháng 7, một công cụ để theo dõi các đe dọa trên toàn thể khu vực, theo lời các giới chức. Vệ tinh OFEC-16 gia nhập một đội ngũ các vệ tinh do thám mà Israel phóng đi trong hai thập niên nay. Vệ tinh mới này được phát triển bởi Bộ Quốc phòng cùng với công ty Aerospace do nhà nước Israel điều hành. OFEC-16 được phóng vào lúc 4 giờ sáng từ căn cứ không quân Pamachim tại trung tâm Israel dù các giới chức không nói rõ những đe dọa nào như là kẻ thù không đội trời chung Iran mà Israel cáo buộc đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân là một trong những mối đe dọa đó. Israel xem Iran là đe dọa lớn nhất với việc Iran có chương trình hạt nhân, phát triển phi đạn tầm xa, hiện diện quân sự tại nước láng giềng Syria. Israel không rời mắt theo dõi Iran. Israel không xác nhận họ có bao nhiêu vệ tinh do thám đang hoạt động.